mà Phạm Kết Trình thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái tác dụng của việc ăn chay khi chữa lành bệnh lý, đặc biệt là ăn chay healthy. Thì trong cái thời gian mà em mang nghiên cứu về dinh dưỡng cũng đã giúp cho rất rất nhiều người khỏi các vấn đề, ví dụ như là bệnh trĩ, bệnh táo bón, bệnh về đường tiêu hóa, bệnh đau đầu, bệnh mất ngủ, bệnh về tuyến giáp, bệnh về gan, bệnh về tim mạch, đúng không ạ? Bệnh về tiểu đường, bệnh về tăng hoặc giảm cân theo cái nhu cầu cơ thể của mình. Thì Emma đã áp dụng cái phương pháp đó là ăn chay healthy. Ăn chay healthy đó là một cái chế độ ăn uống cân bằng, dinh dưỡng, bổ sung rất nhiều những thực phẩm có tính chất trị liệu để giúp cho chúng ta cải thiện, chữa lành, phục hồi các vấn đề bệnh lý của mình. Đặc biệt khi chúng ta bị bệnh là cơ thể của chúng ta có nhiều độc tố, và cơ thể của chúng ta mà có nhiều độc tố thì chúng ta có ăn bao nhiêu đồ ăn bên ngoài vào chúng ta cũng không thể hấp thụ được, và những cái đồ ăn mà chúng ta ăn bên ngoài vào nó sẽ tạo thành một cái môi trường độc tố nữa. Chúng ta cứ hình dung như là cái người của chúng ta nó là một cái cỗ máy hoạt động, và cái cỗ máy hoạt động nó đang bị han, bị dỉ, nó bị hết xăng, nó bị hỏng, đúng không ạ? Mà chúng ta cứ cố hàng ngày chúng ta cứ lấy cái cỗ máy đó chúng ta đi, chúng ta chạy ở ngoài đường, đúng không ạ? Thì đến một lúc nào đó cái cỗ máy đó nó sẽ bị hỏng, nó sẽ bị vỡ và chúng ta không còn máy để chạy. Thì cái cơ thể của chúng ta cũng tương tự như thế. Khi chúng ta ốm, người của chúng ta bị sốt, người của chúng ta bị bệnh nọ bệnh kia, thì những thực phẩm như sau chúng ta nên hạn chế, không nên sử dụng thường xuyên, mà thậm chí là dừng luôn trong một thời gian để chúng ta cải thiện chữa lành. Ví dụ như là thịt đỏ, những cái loại thịt đỏ nó có hàm lượng chất béo nhiều, nó lại là những thực phẩm rất khó tiêu trong cơ thể của mình. Và khi cơ thể của người bị ốm thì cái hệ miễn dịch của họ yếu đấy, cái cơ thể của họ không cung cấp đủ năng lượng để tiêu hao những cái sản phẩm khó tiêu đó. Do đó chúng ta nên hạn chế, ví dụ như cái món thịt đỏ đấy thì chúng ta không nên ăn trong thời gian chúng ta bị ốm. Cái thứ hai là những cái loại tinh bột có hàm lượng chất xơ ít, gọi là những tinh bột trắng mà chúng ta hay ăn hàng ngày, ví dụ như cơm, bún, miến, phở trắng, chúng ta nên thay thế bằng những cái loại tinh bột chuyển hóa chậm có hàm lượng chất xơ nhiều hơn. Bởi vì cái tác dụng của cái chất xơ nó như một cái chổi, nó quét trong cái đường ruột của chúng ta, nó sẽ đẩy đi được những cái rác thải ra bên ngoài. Đấy là cách mà chúng ta nên bổ sung các loại tinh bột có các hàm lượng chất xơ nhiều trong các bữa ăn của chúng ta. Có thể là gạo lứt, có thể là có loại đậu đỗ, có thể là yến mạch. Tuy nhiên đối với những người ăn theo cái phương pháp để cải thiện chữa lành thì kể cả là những cái tinh bột có hàm lượng chất xơ nhiều, trong thời gian cải thiện chữa lành chúng ta cũng phải hạn chế một cách tuyệt đối nhiều nhất có thể. Đấy là những cái mà Emma chia sẻ. Cái thứ ba là những cái thực phẩm mà chúng ta hay ăn chế biến hàng ngày là đồ ăn chiên rán, đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhiều mắm muối là những cái thực phẩm ức chế trong quá trình tiêu hóa của chúng ta. Nhiều muối quá ăn sẽ gây hiện tượng là bị bệnh huyết áp, bị bệnh liên quan đến tim mạch. Nhiều mỡ quá thì liên quan đến hiện tượng là gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, bệnh cholesterol, ảnh hưởng đến tim mạch, đúng không ạ? Nhiều đường quá thì cũng ảnh tương tự đến liên quan đến đường huyết trong cơ thể của mình. Do đó khi áp dụng cái phương pháp ăn chay healthy mà Emma hướng dẫn cho anh chị em mình thì chúng ta hạn chế được toàn bộ những cái thực phẩm nó không lành mạnh đó vào cơ thể của mình, thay thế hoàn toàn bằng những bữa ăn là những thực phẩm tươi sống, giàu giá trị dinh dưỡng, mà chúng ta ăn vào cái cơ thể của chúng ta không mất nhiều năng lượng để tiêu hao, ăn vào cái là cơ thể của chúng ta bổ sung rất nhiều vitamin và khoáng chất mà chúng ta đang bị mất đi hàng ngày. Thì đấy là những cái lý do mà em khuyến khích tất cả anh chị em mình hãy cố gắng tham gia ít nhất là 7 ngày ăn chay healthy mà em tặng anh chị em mình để trải nghiệm được cái điều đó. Vừa thứ nhất là giúp chúng ta cải thiện chữa lành các vấn đề bệnh lý mà em chia sẻ phía trên. Cái thứ hai, nó giúp cho chúng ta biết hình thành lên được một cái thực đơn ăn chay lành mạnh cho bản thân mình. Còn nếu như anh chị em mà những người không có nhu cầu ăn chay lâu dài thì chúng ta ít gì cũng có một ngày, một bữa trong ngày ăn đến 1 đến 2 bữa là ăn thiên về thực vật, thì anh chị em mình sẽ giảm được cái áp lực cho đường tiêu hóa. Thì đấy là những cái tác dụng tuyệt vời của phương pháp ăn chay healthy. Và một cái tuyệt vời nữa, khi chúng ta áp dụng phương pháp ăn chay healthy, những người mà có vấn đề liên quan đến giảm cân, chúng ta sẽ giảm cân rất thành công. Đấy, giảm cân khỏe mạnh và chữa lành theo phương pháp cơ thể tự chữa lành mà Emma hướng dẫn, nên mọi người cùng nhau cố gắng. Thì đấy là những cái lợi ích tuyệt vời khi chúng ta ăn theo phương pháp ăn chay healthy. Còn nếu anh chị em mà muốn trải nghiệm nó sâu hơn nữa và nó đạt được kết quả chữa lành tốt hơn nữa, thì anh chị em mình hãy cố gắng làm cái liệu trình 28 ngày da đẹp Giáng sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống theo phương pháp ăn chay healthy, kết hợp các công thức liên quan đến nước ép trị liệu, sinh tố trị liệu, các bữa ăn chay lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng cho mình, thời gian bế chế biến nhanh, và đặc biệt là các công thức này chúng ta có thể áp dụng cho chính bản thân mình hoặc là chúng ta áp dụng cho tất cả mọi người trong gia đình mình. Đấy là những cái điều tuyệt vời khi anh chị em mình tham gia các công thức, các chế độ ăn uống mà Emma hướng dẫn. Bởi vì cái mục tiêu của em đó làm sao giúp anh chị em mình hình thành được một cái chế độ ăn uống lành mạnh. Để đăng ký thử thách 7 ngày ăn chay healthy nâng cao chất lượng cuộc sống, cả nhà nhớ nhắn tin vào fanpage ăn chay healthy
để trải nghiệm và được nhận miễn phí thử thách này.